bật lửa hút xì gà ba tia có độc cohiba h073 hộp kẹt kho đẹp bán chạy nhất bật lửa kho ba tia cohiba cobh 073 là một trong những mẫu được yêu thích nhất tại ambe gam màu độc đáo dễ nhận biết của thương hiệu cohiba danh tiếng một chiếc bật lửa kho xì gà có kiểu dáng độc lạ thú vị với thiết kế đặc biệt ấn tượng cùng gam màu độc đáo chất liệu bằng kim loại cho phép va đập thoải mái màu sắc hiện đại tạo lên vẻ đẹp sành điệu của người hút cohiba h073 với ba ngọn lửa mạnh mẽ thẳng tắp không bập bùng và tiết kiệm nhiên liệu. Đầu kho dạng hoa cho ngọn lửa đều hơn, sạch hơn và mạnh mẽ hơn. Phần viên cách nhiệt làm gia tăng nhiệt độ nếu khò lâu đồng thời cách nhiệt không làm nóng vào bật lửa. Lỡ có khò lâu bạn cũng không bị nóng hay bỏng tay. Đầu đốt hoa cháy mạnh mẽ hơn cho ra ngọn lửa sạch hơn nữa. Lớp doang cách nhiệt bảo vệ vỏ bật lửa không bị quá nóng khi châm lâu. Thiết kế độc đáo mang lại nhiều cảm hứng thưởng thức xì gà cho quý ông. Thiết kế đẹp mang lại nhiều cảm hứng khi chơi xì gà đặc biệt mẫu khá bình dân đến từ hãng danh tiếng được yêu thích trên toàn thế giới thiết kế sang trọng sản phẩm cũng có cổng bơm ga thuận tiện bạn có thể tự bơm ga khi hết co hi ba một hai bảy trang bị đục xì ga lấy hơi nhanh mọi lúc mọi nơi một món quà tuyệt vời dành cho quý ông yêu thích thưởng thức xì ga ngon ở mọi nơi anh nào kết sản phẩm này hãy để lại số điện thoại dưới phần bình luận các anh muốn biết thêm thông tin của sản phẩm hay vào trang web ambe vn đánh vào ô tìm kiếm ch 073 để biết thêm thông tin hình ảnh của sản phẩm hoặc để tiết kiệm thời gian các anh hãy gọi đến các số điện thoại đang hiển thị trên màn hình Mã sản phẩm là H073. Cảm ơn các anh đã xem hết video. Hẹn gặp lại các anh trong những video lần sau.